phút nhận giải của các bạn ở sân Chiếc Bót Cần Thơ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 12 đến ngày 14 tháng 7. Đây là cặp đôi siêu nhí hạng 3, bạn trong trang phục màu đỏ là bạn Hào của Tiền Giang. Bạn nhận được một giấy chứng nhận nha, một bao phong bì, và trong bao phong bì đã có hiện kim và có một chiếc áo của nhà tài trợ. Còn đây là các gương mặt ưu tú chuẩn bị nhận giải. Phương Minh, Minh của Vĩnh Long. Đây là các gương mặt siêu nhí nhóm tuổi 11 đạt giải. Thank you.
ban nhận giải các bạn gồm có anh Kiệt và Phương Vi, nhất đôi nam nữ. Có Vân Khánh và bạn Hào, Simini nhỏ, bốn nhóm nhỏ luôn, bốn nhóm hai luôn. Được một cái hạng ba cùng với Vân Khánh. Bên cạnh đó là ngày An Thi đầu quân cho Cần Thơ cũng được một cái hạng ba. Đôi nam nữ nhóm tuổi 12-13. Còn đây là nhóm lớn các bạn, nhóm 14-15, nhất thuộc về Tân của Tiền Giang. Đây là những gương mặt ưu tú trong làng cầu lông các tỉnh lân cận thuộc khu vực của tỉnh Cần Thơ tổ chức giải. Cũng rất dữ dội các bạn, rất là nhiều giải luôn nha. Đây, những gương mặt sáng giá của làng cầu lông Tiền Giang.